Đọc sách sẽ không thể nào khiến cho bạn thành công nếu như bạn không biết cách áp dụng tất cả những điều mình đã đọc được đó vào trong cuộc sống. Nào, có rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi rằng em nên đọc cuốn sách như thế nào hay nên đọc bao nhiêu cuốn sách trong vòng một năm. Để tôi chia sẻ với bạn thế này, cái việc bạn đọc bao nhiêu cuốn sách nó không quan trọng bằng bạn đọc được những điều đó và áp dụng trong cuộc sống của mình như thế nào, trong công việc của bạn như thế nào cho hiệu quả, đúng không ạ? Giả sử rằng bạn chỉ đọc một năm một cuốn sách, nhưng một điều nào đó bạn học được trong cuốn sách đó có thể giúp cho công việc của bạn được hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng làm việc của bạn, chốt sales tốt hơn, thì đó là một cuốn sách hiệu quả. Còn nếu như bạn đọc một ngày một cuốn sách, một tuần một cuốn sách, một năm bạn đọc được hàng trăm cuốn sách, nhưng tất cả những kiến thức đó nó chỉ là những từ ngữ sáo rỗng mà bạn không nhớ được cái điều gì cả, thì nó sẽ không mang lại tác dụng gì cho bạn. Điều quan trọng nhất để chúng ta có thể thành công, theo đuổi được ước mơ của mình, đó là hành động. Cho nên nếu như ngày hôm nay bạn thấy mình đang đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều báo mạng, xem rất nhiều video truyền động lực, nhưng bạn không có một hành động cụ thể nào cả, thì điều đó có nghĩa rằng bạn chưa sẵn sàng để thành công, để theo đuổi ước mơ của mình. Hãy suy nghĩ lại thật kỹ điều đó và tự đánh giá xem mình cần đọc bao nhiêu cuốn sách. Và hãy comment ở phía dưới video này, bạn đang đọc cuốn sách gì, có được không ạ? Chúc bạn thành công.